Vợ anh đâu có thai đâu, siêu âm không hề thấy túi thai. Bác sĩ nói sao chứ? Vợ tôi trễ thử thai lại hai vạch rồi mà. Bác sĩ kiểm tra lại dùm cho. Không, kết quả không hề thấy có thai. Vợ anh trễ kinh là do bị bế kinh thôi. Chứ giờ kinh ra thì máu ra là chuyện bình thường, không hề có em bé gì ở đây hết. Siêu âm không thấy túi thai. Thế còn que thử thai thì sao ạ? Nhiều khi que thử thai hai vạch nó cho kết quả không chính xác cũng là chuyện bình thường mà. Đừng bao giờ đẩy mình vào vị trí người thứ ba. Đó là một vị trí không bao giờ hạnh phúc và không sung sướng gì đâu. Vậy còn chị, em cũng là bạn của Bình, em cũng có trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của bạn em. Vị trí của chị bây giờ cũng là trà xanh tệ hại thôi. Bởi vì Bình và Kỳ dù sao đi chăng nữa cũng chưa có ly hôn. Vậy thì trên thực tế, chị cũng đang quyến rũ người đàn ông đã có gia đình. Hay nói khó nghe hơn là chị đang giật chồng người ta. Tam, what color? Dạ, màu vàng. Cái này màu đỏ mà, màu đỏ. Các em, anh hỏi lại lần nữa, cái này màu gì? Màu đỏ. Đỏ. Màu đỏ. Tam, color? Màu vàng. Tao hỏi lại lần cuối, màu gì? Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng? Tuấn Liên ly hôn. Cái dòng thoại mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự rồi. Vui về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xem hoa nở, khi trời trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt, mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em. Đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh đi lấy người khác. Nếu vậy là trái với luân thường đạo lý, anh hiểu chưa? Anh xuống hết đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm. Dù em buồn gặp say. Ta thôi hết thăng trầm. Vì em chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi, chúng ta phải hạnh phúc.